khi mà chọn như này, chọn tất cả cái line này mà chúng ta thao tác trên các cái chức năng, thì đây là các cái chức năng của các cái dàn lạnh nhá. Thì đây là bật tắt này, on này, tức là nếu ấn vào đây thì nó sẽ on toàn bộ cái line này lên, toàn bộ các cái dàn lạnh đây, và off thì off tất. Đấy, cái nào đang chạy nó cũng sẽ off. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về một cái bộ điều khiển kết nối BMS của thằng Toshiba. Đấy, thì cái bộ này nó kết nối cho các cái dòng VRV như là MMI, MMP, MMI, MAP á. Thì cái model của cái bộ này là BMS SM1280HTLE. Thì cái bộ này thì nhìn qua nó có 3 phần đó. Thì các bạn có thể quan sát thấy 3 phần. Thì cái thứ nhất đó là màn hình, cái thứ hai là một số cái phím ở đây. Cái này thì màn hình hiển thị thôi, không có cảm ứng các bạn nhé. Và một số các cái phím chức năng ở dưới như này. Và đây là các cái, cũng là cái phím chức năng thôi. Nhưng mà cái phím này thao tác cho nó thuận tiện vì nó là bật tắt. Đó, thì một cái bộ điều khiển này thì nó kết nối tới 128 con dàn lạnh. Đó, thì nôm na dàn lạnh thì đây. Đây nó chính là hai cái đường line. Mỗi một line này thì nó là 64 con. Có thể kết nối 64 con dàn lạnh. Đó, và đây là hai line thì nó kết nối các cái TCC Link 1 và TCC Link 2, nó tượng trưng cho hai cái line. Và đây là cái nguồn thôi. Đó, thì với cái bộ này thì nó cách sử dụng của nó như sau. Đó, đầu tiên các bạn quan tâm đến cái dòng thứ nhất này, dòng line này nhá. Thì ở đây nó có hai line, thì cái line mà đang được chọn ấy, và cái giá trị của nó là tất cả các cái thành phần ở trong cái line này đều được chọn. Đấy, thì đây là cái line số 2. Đây nó thể hiện line số 2 này các bạn nhá. Thì số 2 nó nháy có hai cái ngoặc này này, thì đấy nó đang được chọn. Đấy, thì bây giờ dùng cái nút này ở dưới này để chọn sang cái line thứ khác. Đấy, cái line số 1 đó. Thì ở đây line số 1 thì nó gồm có 5 zone, line số 2 nó cũng gồm có 5 zone đó, line số 2 và line số 1. Thì khi mà chọn như này, chọn tất cả cái line này mà chúng ta thao tác trên các cái chức năng, thì đây là các cái chức năng của các cái dàn lạnh nhá. Thì đây là bật tắt này, on này, tức là nếu ấn vào đây thì nó sẽ on toàn bộ cái line này lên, toàn bộ các cái dàn lạnh đây, và off thì off tất. Đấy, cái nào đang chạy nó cũng sẽ off. Và set time cũng thế, set nhiệt độ rồi chế độ rồi quạt. Đó, thì tất cả các cái này nó đều áp dụng. Đó, cho nên là người ta rất ít khi là set cả line, trừ các cái lần đầu tiên hoặc là các cái mà chúng ta đặt như kiểu là mặc định ban đầu thôi. Đó, thì đấy là về line nhá, là tất cả. Đấy, thế thì từ các cái line này thì nó sẽ chia nhỏ ra thành các group. Thì chúng ta dùng cái phím thứ hai này, đó là on này, zone này, group, để chúng ta chọn cái group chẳng hạn, chọn cái zone chẳng hạn. Đấy, chọn. Đấy, thì cái zone này, thì zone này nó chính là zone 8 các bạn nhé. Đây, zone 8. Thì với cái zone 8 này thì nó sẽ có từ 25 đến 36, tức là khoảng độ 10 máy. Đấy, các bạn có thể nhìn đấy, tức là nó có cái ngoặc ở trong đấy các bạn nhé. Đấy, nó có cái ngoặc hai bên, ngoặc vuông ấy. Thì đấy là những cái con có ngoặc thì nó thuộc cái zone này. Đấy, và chúng ta di chuyển qua lại giữa các cái zone bằng các cái phím này. Đó, các bạn thấy không? Nó nhảy không? Các cái phím ở các cái số trên nó nhảy, cái ngoặc vuông nó cũng chạy theo đấy, các bạn nhìn không? Và 6, 7, 8 thì nó cũng giống như là line. Thì ở cái zone này, nếu các bạn để zone này là số 8 và đây là chữ zone, mà chúng ta lại tác động lên các cái phím như này thì nó sẽ chọn cả zone. Thì các cái zone này nó không hẳn là ở một tổ máy các bạn nhé, có thể làm ở các cái tổ máy khác nhau, người ta nhóm nó lại thành các cái zone. Đấy, thì nếu chúng ta tác động vào các cái chế độ bật này, tắt này, chế độ này, rồi nhiệt độ, thì nó sẽ tác động lên toàn bộ cả cái zone này. Tức là những cái con mà có cái ngoặc vuông này, đấy, nó sẽ tác động các bạn nhé.
đó là zone. Và để mà tới từng cái group nhỏ, tức là từng cái máy một, thì ở trong này mỗi một cái số này nó sẽ tương ứng với một con dàn lạnh, một con mặt lạnh ấy, dàn lạnh đó. Thì khi mà chúng ta chọn cái mặt lạnh nào ở trong này, thì ví dụ như là số 8 đúng không ạ, thì zone 8 thì có những cái mặt lạnh từ 25 đúng không ạ, đến 36 đó. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái group bằng cách là chúng ta nhấn cái phím đầu tiên này đấy, vào group. Thì nó sẽ bắt đầu từ con đầu tiên là con 25. Thì con 25 này là con nào thì thực ra thì nhìn vào đây chúng ta không biết được, nhưng mà do cài đặt từ trước thì con 25 này người ta sẽ cài đặt con địa chỉ là ví dụ như là nó thuộc cái zone 5 đúng không, con số 7 chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì chúng ta sẽ phải có một cái list để chúng ta biết được là nếu chúng ta chạy con này thì nó nằm ở phòng nào trên kia đó, thì nó phải giống cái địa chỉ trên kia đó. Thì khi mà chọn group này thì cái con bản thân cái con được chọn nó cũng có hai ngoặc hai bên, và lúc này chúng ta tác động ví dụ như bật đúng không ạ, hoặc là tắt, thì nó chỉ tác động đến một con duy nhất này thôi đó. Thì và set time cũng thế, set time rồi mode rồi fan này thì nó cũng chỉ tác động duy nhất một con đó thôi đó. Thì để mà cài đặt địa chỉ của con này thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải cài từ trên các cái bộ điều khiển ở dàn ở từng cái dàn lạnh một. Thì mỗi một con này nhá các bạn, thì nó tương ứng với một cái mặt lạnh và zone, chúng ta nhóm nó lại đó. Thì cái việc tác động lên ấy từng cái máy này thì nó rất là thuận tiện trong quá trình vận hành đấy. Ví dụ như là chúng ta không cần phải vào cái phòng đó, chúng ta bật tắt rồi điều chỉnh nhiệt độ bình thường đấy, chúng ta quản lý nó tiện dụng hơn, tiện ích hơn đó. Thì một cái chức năng tiếp theo ở cái bộ điều khiển này này thì nó có một chức năng rất hay, đó là cái dòng VRV này. Thì đối với các cái dòng máy hai chiều ấy, thì ở trên các cái bộ điều khiển ở trên phòng ấy thì nó có thể chạy được nóng lạnh, nhưng mà với các cái đời cũ kiểu như này thì nó không cho phép là set phòng nóng phòng lạnh các bạn nhé. Tức là nếu chúng ta chạy chế độ nóng thì toàn bộ cái tổ máy đó phải chạy chế độ nóng, hoặc là chạy chế độ lạnh thì toàn bộ nó phải để chế độ lạnh. Mà ngoài Bắc thì hay có mùa đông và mùa hè, thì nếu như mà mùa đông mà một phòng lại set nóng, một phòng set lạnh cái thì nó lỗi, nó không chạy các bạn nhé. Đấy, nó lỗi nó không chạy. Cho nên là ở cái bộ điều khiển này này đấy, nó có cái chức năng central này rất là hay. Central này này, thì khi mà chúng ta ấn vào cái nút central này thì nó tác động lên cái vùng này. Và với cái máy được chọn này thì thông thường thì với cái lệnh này thì người ta hay sử dụng đến từng group. Thì nếu chúng ta nhóm đó, thì chúng ta vào từng cái zone một, thì vào cái zone này và chúng ta nhấn vào cái central này để khóa cái chức năng ở trên kia. Tức là với cái số 4 này thì nó chỉ khóa mỗi cái chế độ thôi. Tức là ở trên phòng các bạn sẽ không chỉnh được mode, tức là không chuyển được nóng lạnh hay là gì, mà ở dưới này đặt như nào thì trên kia nó sẽ chạy cái chế độ đó. Và các cái bảng điều khiển ở trên đó thì nó vẫn điều chỉnh nhiệt độ, bật tắt rồi quạt, rồi các cái chế độ như là bình thường, ventilation với cả swing này, fix thì nó vẫn bình thường. Chỉ có cái mode này nó khóa nếu như chúng ta đặt ở đây là 4, và nếu chúng ta đặt ở đây là không đặt thì trên đó nó sẽ không bị khóa một cái gì cả, cả chế độ đó. Nhưng mà chúng ta đặt là 4 đúng không ạ, thì chỉ trên đó người ta chỉ có thể là chỉnh nhiệt độ thôi, không thể nào mà chuyển chế độ được đấy. Và các cái central này nó ví dụ như là tương ứng với cả 1, 2, 3 chẳng hạn, thì nó tùy vào mỗi một cái nó mức như vậy, nó có một cái tính năng khác nhau đấy. Thì ví dụ 4 thì chỉ khóa chế độ, nhưng 3 thì khóa luôn cả bật tắt đấy, tức là bạn không thể bật tắt được trên đó và bạn chỉ có thể chỉnh nhiệt độ thôi đó. Và nó có những cái chế độ là ví dụ 1 hoặc 2 gì đó thì là nó sẽ khóa luôn cả bật tắt, cả set nhiệt độ, và nó khóa luôn cả chế độ này, cả set nhiệt độ
và lúc này bạn chỉ có thể bật tắt thôi. Đó thì cái bộ điều khiển này nó cũng hay ở chỗ đấy. Thì mùa đông ấy thì nếu các bạn set ở dưới này thì trên kia người ta không set được, thì nó tránh được cái hiện tượng lỗi. Thì đó là một cái tính năng mà mình cho là rất là hay ở trên cái bộ điều khiển này. Đó thì bộ điều khiển này thì nó giống như là trên kia cũng có cài đặt nhiệt độ, quạt chế độ và bật tắt đó. Và từng cái ở trong này thì chúng ta bật được, và cả zone chúng ta bật được, và cả light chúng ta cũng bật được. Đó thì tùy vào cái tình huống sử dụng như nào mà các bạn có những cái mà vận hành rồi chạy cho nó phù hợp. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.